nay tiếp tục đi quay máy cắt cho mọi người xem mọi người. Giờ đây là hiện tại một cái máy Kubota DC-70 mới tinh nè mọi người. Đó, Kubota DC-70 mọi người. Động cơ ở trong rất là bự mọi người. Bánh xích còn rất là mới luôn nha mọi người. Ở phía sau là một cái 93 mọi người. Đây là cái máy kéo nè mọi người. Cái cây 93 cũng chuẩn bị xuống đồng nha mọi người. Đó, đầu anh tải giặt luôn rồi. Hiện tại là có mấy cách DC 70 đang thải giặt về nha mọi người. Đối tượng khá là nhanh nha. Cái khu này trên đầu ngàn là đất lung nha mọi người, mình dễ vô đây đất lầy. Đây là cây 70 nè, đây là cây 93 nè. Đây là giờ hiện tại cái máy cắt Kubota DC-70 mà lốt đang cắt lúa vụ đông xuân cho bà con mình nha mọi người. Máy này đang trên đường cắt lên đường này mọi người. Vụ này nó phân lô nên cái hậu nó hơi dài nha mọi người. Máy cắt này mới tinh luôn mọi người. Máy này chạy cũng khá là dữ mọi người. Đồng này chạy hai máy mọi người, một cái 70 và một cái 93 mọi người. Hiện tại cái máy cắt 93 đang cắt mọi người, tốc độ rất là dữ luôn. Cái nửa miếng ruộng bên đây là cũng gần xong rồi nha mọi người, còn khoảng 1,5 năm nữa là xong mọi người. Giờ anh 70 tiếp tục cắt thôi, còn khoảng nửa làm thôi, nửa làm là để xong nửa miếng ruộng bên đây nè. Giờ cái máy cắt DC-93 cũng đang trên đường cắt về mọi người ạ. Đây hai máy cắt chung một đồng mọi người.
ấp bà sậy rồi đó. Cái điện khá là dữ rồi. Hiện tại là cái anh máy kéo chở rất là nhiều lúa đang di chuyển trên đồng rồi mọi người. Bây giờ hiện tại anh máy kéo để chở đầy một xe lúa đang di chuyển cặp bà chuối vô bỏ lúa cho bà con mình mọi người. Máy chạy rất là dữ luôn. Giờ anh chạy số rồi chạy cho mạnh chứ mọi người. Có gì rất là nhiều chỗ lúng rồi nên hiện tại giờ mấy ảnh cắt cũng bỏ lõm rất là nhiều luôn rồi. Nên hiện tại giờ cái máy này nó cũng có dấu hiệu đã đang bị lúng rồi mọi người. Cửa đông xuân này mà nhầm đồng cũng lúng lúng kinh khủng lắm mọi người. Anh cứ cầu bằng nó hoài nữa. Này mà gặp tài xế yếu là vô là lúng liền mọi người. Cây máy 93 này đang xử lý những chỗ lúa cặp đường mương mọi người. Bây giờ hiện tại giờ không thể nào cắt thẳng được mà cắt ngang mọi người. Đó bây giờ chỉ cắt ngang thôi mọi người. Không thể nào đi một đường thẳng được mọi người. Tại vì lý do là nếu mà sập đường mương là rất là khó lên mọi người. Hiện tại giờ cây 70 cũng xử lý như cây 93 nãy mọi người. Không, hiện tại giờ không thể nào chạy mặt đường mương được mọi người. Tại vì cái đường mương này nó quá lúng mọi người. Chạy kiểu này là hạn chế để lúng mọi người. Chạy nó hơi chậm chứ nhưng mà nó đỡ mọi người. Nhưng mà lúng là khá là cực mọi người. Giờ hiện tại làm cắt kiểu này để cắt cuốn mọi người. Này chỉ cần chậm mà chắc rồi mọi người. Để cắt đường thẳng